Rồi tiếp tục clip số 6 nha mọi người. Clip này mình để cái điện thoại ở xa nên là có thể nhiều khi tiếng mình thâu không được rõ, nhưng mình thông cảm nha. Rồi mình sẽ mở tại vì chật quá rồi nên là. Còn clip này với một clip nữa là sẽ hết mọi người. Clip số 7 hết. Cái này là một con CD của cái con Sony. Cái này là một cái đầu SACD của Sony. Đó là X501. Con này thì cũng thuộc dạng một dòng cao cấp mọi người. Đây nhá. Con này nó là con Super Audio CD SACD ấy. Nhìn hơi ve chai. Ok, con này mình test nó sẽ chơi được đa kênh luôn, chơi được đa kênh luôn. Rồi. Nếu mọi người từng nghe mình test cái combo mà S501 System, Sony 501 System thì mọi người biết cái con đó. Là một cái dòng gần như là cận high-end mọi người. Cái mà con âm ly số S-Master á. Alo, đúng rồi, S-Master Pro mọi người. Rất là, đánh rất là hay luôn. Tiếp theo là một con đài Panasonic RS75 nha. Con này thì thỉnh thoảng mình về để bán cho một số khách quen người, tại vì một số người thì yêu thích cái dòng này, người dòng này nó đẹp và tiếng nó cũng hay. Thì cái bộ này về là không có khiển này, đúng ra nó phải có một cái khiển nữa. Bộ này không khiển nhưng mà tình trạng còn tương đẹp. Con này sản xuất 2016. Nó chơi CD mọi người, chơi Bluetooth và bắt được đài FM Việt Nam nha. Em tiếp tục là cái này thì mình sẽ mở cái bao bì đó thôi, tại vì cái món này là một cái con loa Sony HA1 chưa khui mọi người, chưa khui, còn trong thùng luôn á. Con này là HA1, nó đạt cái chuẩn là Hi-Res Audio này mọi người thấy không? Để đây xem gì nhỉ? Đó, nó đạt cái chuẩn là Hi-Res Audio, một cái con loa hiếm hoi và đạt chuẩn. HA1 con này thì nó sẽ đánh với lại cái con Sony HS1 rồi HS1 á. Rồi cái này thì chưa mở người, mọi người nhìn thấy ni lông không? Ni lông này là chưa mở này, và con này còn mới 100% á. Cái phiếu mua hàng của nó sẽ kẹp trong đây này, nên lấy người xem. Đây mình ha. SSHA1, đó phiếu mua hàng đó, người ta nhét cái này. Đó. Thì ai đam mê con này thì mua về có thể khui thùng nha. Mình để nguyên. Còn yên tâm con này là chưa khui người, nguyên trạng luôn. Rồi. Tiếp nữa là một cái đầu này để mình order cho một anh khách quen, nhưng mà không biết hiện tại anh còn có nhu cầu không, tại vì mình hứa với anh là qua Tết tầm 1-2 tuần là có, nhưng mà hiện tại lâu quá rồi. Con là một cái con Kenwood 7002 mọi người. Và mình sang cái con này cũng khá mất thời gian, tại vì phải con cái con mà nó có bóc nó đẹp đẹp giống vậy nè. Con này có thùng luôn. Để mình mở ra cho mình xem nha. Con này có thùng thôi nhưng mà nó dùng rồi nên là mình mở được. Một cái con dạng như là lưu kho đó, nó là một cái hàng lưu kho. Đây mình thấy không? Đây. Oh,
thùng số, nhưng mà có điều nó không có khiển, mình không rõ là cái dòng này nó có khiển hay không. Đó rồi ha, mất rất là mới luôn. Nó còn mùi của cái hàng mà dạng như là ít dụng người, người thấy không? Rất là mới luôn. Và làm gì nữa? Con này nếu mà nó sản xuất ở Nhật không có năm. Rồi, đây, bỏ lại đó. Thì con này ghép với lại cái CD 7002 với nãy thì nó sẽ được một bộ mình. Để tạm đây. Đây mình con chút khá đẹp. Rồi, mình thấy đỏ không đây? Ok, tiếp theo cái bộ cao cao này đi. Bộ cao cao này cho nó khá chỗ này. JBL A820 cái nãy là còn thiếu nè mọi người. Đồng giấy kìa, đồng giấy luôn. Rất đẹp luôn. Mình không rõ sao mà cái thùng zin của nó mà nó lại giữ đẹp như vậy. A80. Nặng lắm nên là mình sẽ lấy cái này xuống mình bỏ đi. À, tiếp tục nha mọi người. Tiếp tục là một cái chặt la 112 NSX mà Coolbox cũng có khách đặt rồi mọi người. Thấy rõ không? 112 NSX cũng có khách đặt rồi. Mở ra một xem nha. Trong dòng 112 mà con cái 1-2 thì con này là tiếng thì tốt nhất này. Nó chơi với con 7-5 hay lắm. Nên là nếu mà ghép một combo với con 7-5 đó là 14,5 triệu tới 15 triệu là chất âm tuyệt vời, mình nghe cái độ âm thanh nổi rất là cao. Nói chung là hay chứ. Ai mà fan của audio mà dùng cái bộ này thì miễn chê luôn. Nói chung là full box là mình cũng không mở cho mình xem luôn. Thấy đuối nên là tính lười không mở. Rồi đây. Rồi đây nó còn có hai dây loa, cặp dây loa nè, bộ
này thì cũng gần như mới sao, nó có một cái này là để giá dưới cái đáy chân loa người sẽ chống rung này. Đây là cái phím mua hàng này, D125X này. Lấy lên thì con này giống như mới. Đây, thấy không? Đó, còn lon đầy đủ này. Ok, cho anh sơ được thôi. Con này khách quen của mình chốt luôn rồi. Mình chốt từ lúc mà mình đấu giá thắng là anh ấy chốt rồi. Giờ chỉ có giao hàng thôi. Rồi, mới nãy có thêm một cặp Onkyo 12ST và full box mọi người. Đây nè. Nãy mình sót mình quên. Đây. Rồi, con này cũng full box luôn. Nhưng mà con này thì cũng độ mới cũng tầm 98 thôi. Đó, ai muốn chơi hàng full box thì lấy con đó. Thì con 112ST full box đó là 4,5 triệu người. Nó sẽ mắc hơn cái dòng mà không có box nhiều nha. Vì cái giá đấu thôi. Rồi ok, cái này là cái bộ JBL 620 người, E620. Con này thì Bass 16 nè. Nó là một cái con mà đời nhỏ hơn của con A820 á. Con này thì cái này là cái thùng của nó luôn người. Đây. À, full box luôn rồi, nên là mình cũng không có tháo ra nha. Mình để quá chật luôn. Rồi tiếp tục. Ok, một cặp loa Kenwood. Bỏ trong cái túi. Cái túi lông luôn. Rồi đây. Ok. Rồi đây mọi người thấy rõ không? Rồi đó. Con này thì sẽ ghép với lại cái con đầu Kenwood K711 mọi người. Đó, cái loa nó dạng hai loa nhỏ nè. Và một loa trép. Đây là trung trầm nè. Hoặc là có thể là một trầm một trung mà nó chỉ dùng cái phân tần để nó phân ra thôi người. Nhưng mà nó làm 3 đường tiếng vậy đó, nó là 3 đường tiếng nha mọi người. Nó 3 đường tiếng. Đó, con này mình sẽ ghép với lại cái bộ Onkyo lộn Kenwood K711 hoặc là K700 nha. Tôi không bán lẻ như cặp này nha mọi người. Cái này mua của thằng Rere nữa nè, mọi thấy không? Cái của nó này. Rồi, món cuối cùng của clip này nha. Đây, món cuối cùng của clip này mọi người. Đây là cái này có vẻ là một cái âm ly. Lai không ạ? Cặp Labos 121. Con này thì cũng vỏ 6. Nghe không? Con này vỏ bông vỏ, bông vỏ nhẹ. Đó thì những cặp bông vỏ này thường về mình bán rẻ lắm. Thậm chí có khi mình bán lỗ luôn cho mọi người. Nó chỉ bị hơi xấu chút thôi, còn lại cái chất lượng của nó là vẫn rất là tốt mọi người, rất là tốt. Đó là thấy không? Nó chỉ bị bong nhẹ cái vỏ đó, cái vỏ này nó sẽ dán vào một cái lớp giống như mica vậy đó, nên là nó dễ bị bong, thời gian nó bong tại vì cặp loa này cũng lâu đời.
Rồi ok, mình dừng clip này đây nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Một clip nữa là hết rồi.